Hello, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với clip tiếp theo của mình. Các bạn bình luận trên kênh của mình rất là nhiều. Anh ơi, đá B5T ngồi đi. Thì hôm nay chúng tôi sẽ đá B5T ngồi nhé các bạn nhá. Thì sẽ vẫn có 4 người chơi đây các bạn ơi. Thì chúng tôi sẽ chơi từ bán kết đến vào chung kết nhé các bạn nhá. Bây giờ chúng tôi sẽ bốc thăm nè. Xem ai gặp ai đấy. Nào. Rồi, phòng là có lắp nhá. Tôi không có lắp. Rồi, Hiếu. Rồi đấy các bạn ơi, vậy là biết kết quả rồi. Phòng mới bác Ngọt một cặp, tôi với bác Ngọt một cặp. Thì bây giờ chúng tôi sẽ vào trận đá B5T ngồi. Ba cái thằng kia chân ngắn ngồi suốt làm gì có lực các bạn ạ. Chân làm gì có nó con dài ra đâu mà cua. Tốt kèo này tôi ăn chặt đấy các bạn nhé. Trời hôm nay sắp mưa rồi các bạn. Thì đấy là cái điểm báo nào cho mấy thằng ba thằng kia. Hôm nay tôi sẽ lo nhét bọn này vào hòm hết các bạn. Khả năng hôm nay tôi lại ăn chặt rồi. Ngồi là thế mạnh của ba ông kia rồi các bạn ạ. Tại vì ba ông này có vợ suốt ngày ngồi suốt thì tôi hôm nay học hỏi để ngồi thôi các bạn. Cứ nói đến đá bóng thì đá tư thế nào thì thật sự là mấy thằng kia là không có tuổi với tôi các bạn ạ. Không phải gáy nhiều các bạn ơi. Thì clip hôm nay ai mà nhà vô địch sẽ nhận được 1.000.000 đồng thì tôi nhá các bạn nhá. Thì bây giờ sẽ là trận bán kết đầu tiên giữa tôi và Hiếu. Và tôi sẽ làm thủ môn trước. Lần đầu tiên tôi đã kiểu đá độc lạ này các bạn ạ. Hôm nay anh Côn ra thử thách hay quá các bạn ạ. Không biết có được lên đồng lại Bình Dương không các bạn ơi. Được chưa anh Côn, chuẩn bị chưa? Ôi, quả đầu tiên của Hiếu nhá. Côn chuẩn bị chưa? Bắt đầu. Ui trời. Các bạn ơi, quả đủ người quá là xuất sắc luôn. Thế nào anh Côn ăn mày thế các bạn. Hiếu sút như thế là lực tốt đấy anh ơi. Căng đấy, sút căng đấy. Phải chỉnh ra góc thôi em ạ. Đúng rồi. À? Ừ, mày sút thẳng người thế thì... Ngồi này chỉnh ra góc là hơi khoai. Đúng rồi, khả năng ngồi thế này chỉ đá được vào một vị trí thật các bạn ạ. Chỉ bên này thôi. Thôi các bạn ơi, quả đầu tiên tôi xì túi nhá. Quả thứ hai tôi cố gắng đá vào để vào thi đấu với Băng Ngọt. Tôi nghĩ Băng Ngọt khả năng vào chung kết cao. Rồi. Quả thứ hai của Hiếu tê. Bắt đầu. Quả đẹp thế Hiếu ơi. Quả đấy xa góc rồi nhưng mà hơi bỏng so với khung thành các bạn. Các bạn ơi, tôi ngồi thế nào mà vẫn đã lên trời đá chim được các bạn ạ. Quả đấy mà xuống đúng khung thành cũng không thể làm mà bắt được các bạn ạ. Rồi tôi hai quả vào không rồi nha các bạn nhá. Sao quả thứ ba của Hiếu tê đây. Tôi không nói nhiều nữa, tôi sút luôn. Các bạn ơi, chôn chân ở đây, bóng lại sát chặt cột gôn, quả đấy thủ môn làm sao mà bắt được. Khó thật. Hiếu là 3-1 rồi các bạn ơi. Cố gắng lên, còn 2 quả nữa. Quả thử của tôi nhá. Bắt đầu. Này góc đấy nữa anh Côn này. Xoay rồi các bạn ơi. Không thể làm mà kịp được các bạn ạ, thật. Bóng này nó nhẹ, lực nó đi nhanh nhau các bạn. Thì bây giờ tôi phải phán đoán, tôi bắt bài một bên trước. Như vậy là 4-2 các bạn ơi. Quả cuối cùng của Hiếu Tô Tê. Cô chuẩn bị chưa? Đã nhầm định rồi nè. Quả ấy lực cũng tốt đấy nhưng mà không tin gôn các bạn. Tôi nhầm đúng góc bên này nhưng mà không tin gôn các bạn ơi. 5 vào 2 thì khả năng Hiếu thua rất là cao các bạn. Thì bây giờ sẽ đến lượt đá của tôi nhá. Mục tiêu của tôi bét nhất là phải vào 3 để thắng Hiếu. Đấy các bạn ơi, chơi thể thao trang bị cả dụng cụ bảo vệ để chấn đỡ chấn thương nhá các bạn nhá. Thì có trên giỏ hàng cái TikTok của tôi. Anh chị em nào mà quan tâm có thể ghé vào đường link TikTok của tôi ghi ở phần mô tả các bạn. Tôi đá thì trừ khi tôi mắc sai lầm, chứ tôi khẳng định chắc là Hiếu không bắt được quả nào đâu các bạn ơi. Anh cứ gáy đi, tôi sẽ bắt 5 quả, cả 5 quả của anh này. Tôi sút ngồi, sút đứng thì cũng lực cũng như nhau à. Rồi. Yeah. Rồi. Các bạn ơi, đó tôi đã bảo rồi mà. Trừ khi tôi mắc sai lầm nhá. Quả đấy mà
vào gôn thì thủ môn ông Lội thủ môn không bắt được các bạn ạ. Quả đầu tiếc quá các bạn ơi. Thì tôi sẽ cố gắng quả thứ hai. Anh gáy đi rồi ra ngoài hết. Em ơi quả đây em may nhá. Em thấy em may chưa? May thì em, anh may không anh cứ sút đi. Rồi. Nhìn em gạt phá này. Quả thứ hai rồi thôi. Gãy đi con ơi, anh cứ gãy đi. Chết rồi các bạn ơi, không đùa được đâu. Hai quả trượt đã cả hai rồi, còn tôi chỉ còn ba quả thôi. Tôi phải cố gắng vào hết để thắng Hiếu mới được. Giờ không cần đá mạnh nhá các bạn ơi, chỉ cần đá vào gôn thôi. Đừng khinh thường Hiếu. Hiếu nó cũng mạnh rồi đúng không tới? Rồi, quả thứ ba chuẩn bị chưa? Rồi. Ui giời ơi. Các bạn ơi, vừa tối hôm qua tôi ăn mực sao ấy, đen như mực rồi các bạn ơi. Một quả là sáng ngang, một quả là cột dọc. Ôi, hai quả này mà không vào là thua ôi Hiếu rồi các bạn ơi. Nhưng mà hy vọng hai quả này của tôi sẽ vào để đưa Hiếu vào hiệp phụ nha các bạn nha. Cô này đừng có gáy. Các bạn ơi, phá quả này là coi như anh quẳng ấy. Ờ, cố gắng à. Quả thứ tư rồi thôi. Cản đi các bạn ơi, quay ra. Ba quả của tôi chỉ mắc sai lầm thôi đã còn. Ôi quả cuối cùng mấy cô nào. Vậy là tôi đã 4 là 1 nhá. Tôi vào quả này thì tôi sẽ hòa với Hiếu để đưa Hiếu vào hiệp phụ. Quả cuối cùng của tôi. Sẵn sàng chưa? Rồi. Rách cả lưới luôn kìa. Các bạn, thấy quả đấy không? Quả sút nó không khác gì đứng luôn nữa. Tẳng tắp Hiếu nhưng không làm gì được. Quả lực quá là ghê gớm luôn. Vậy là chúng tôi đã đưa Hiếu vào hiệp phụ nhá. Bây giờ mỗi người sẽ đá một quả. Ai xịt ai dô là dô luôn. Rồi, quả hiệp phụ của tôi. Rồi rồi, các bạn ơi. Hiếu ơi, em đần đó. Quả đấy tôi tự tin tôi đẩy được rồi mà thế nào đẩy bóng vẫn lăn vào gôn được các bạn. Chán thế. Ờ Hiếu ơi, quả đấy phải vào lên mới hòa không rồi em loại đấy. Vào chứ, quả này vào chứ. Đến lượt tôi nha các bạn nhá. Bắt hộ em cái, bắt hộ em cái. Ngã người chứ chứ. Tiếc chứ. Vẫn cấp đấy à? Qua đội em cái. Rồi hai anh em chúng tôi đều hòa thì tiếp tục đá quả tiếp theo. Quả thứ hai của tôi nha các bạn nhá. Cô chuẩn bị chưa? Rồi. Các bạn ơi, Hiếu mắc sai lầm rồi. Thì hy vọng quả này của tôi sẽ vào để kết thúc trận bán kết đầu tiên nhá. Chỗ này chúng tôi ngồi quay tròn này. Vết lên đơn cửa. Rồi. Quả này tôi sẽ cố gắng dứt điểm này. Được chưa? Rồi. Bắt đi, bắt đi. Quả sút bóng đi quá chìm các bạn. Rồi các bạn ơi, vậy là tôi đã vào chung kết nhá. Không biết chung kết tôi sẽ gặp bác Ngọt hay là Phòng đây. Thì bây giờ sẽ là trận bán kết thứ hai. Thì điều đấy không phải bàn rồi các bạn ơi. Thì tôi với Côn thì lại vào chung kết thì các bạn xem nó mới hấp dẫn. Chứ để Phòng với cả Hiếu thì vào thì đá khác gì là vỗ mông đàn bà. Bây giờ hiện Phòng mày thích bắt trước hay là ta đá trước? Cháu ra trước luôn. Ok, tôi sẽ là người bắt nhá. Bây giờ mày liệu mấy vào mấy? 5 vào mấy? Bác không tính tiền, bác đứng về kia cháu để cháu gái cho. Ok, các bạn ạ, bác Ngọt cận thì bắt gì? Mà bộ môn nào nói nhất làng hôm nay tôi xuống cho thành nhì làng luôn các bạn nhé. Vào kia tôi nhá, nhìn tôi xoay con pa này, bác Ngọt ơi. Bắt đầu! Nhanh quá, chưa kịp mấy nó sút rồi. Các bạn ơi, quả đấy thì đúng là cái ông bó tay thật. Các bạn là mình sút đứng, mình còn phán đoán được hướng đi của bóng á. Mình ngồi thế này rất là khó phán đoán hướng đi luôn. Rồi. Quả thứ hai. Quả thứ hai của tôi nhá. Đứng bác mạnh lắm, đứng im đấy. Thả quả đầu các bạn ơi. Khéo ăn may được quả đầu không gáy. Một quả góc này, một quả góc kia. Chủ môn
Mọi người hoạt động đứng im mà, các gì chẳng bù nhìn đâu. Quả này có 5 và 5 thì... Đứng im, thật. Ừ, nó ăn may 2 quả đấy thôi. Quả thứ 3 là tôi các bạn nhá. Rồi. Tết. Vẫn vào. Quạt cận tính gì các bạn ạ? Có cản phá được quả nào đâu. 3 vào 3 thì đến 3 vào 3 nhá các bạn nhá. Kéo tôi 5 vào 5. Mà ngoặt làm gì có cửa xuống nhì làng luôn nhá. Đến lúc này thì tôi lại nghiêng phần thắng về phòng rồi các bạn ạ. Quả thứ 4. Ui. Các bạn ơi. Ôi. Gần quá. Nếu mà 5 vào 4 không có cửa gì đã tôi thật. Em ơi, vẫn có cơ hội, em một quả vào lứa là 4, vào 4 thì rất nhiều cơ hội luôn thật. Các bạn ơi, con ngọt cứ gái đi, chắc gì được vào được quả nào. Quả cuối cùng ở phòng. Tôi sẽ làm vào 4 nhá. Cố lên em ơi. Con ngọt này đứng im thôi, đừng đi chuyển làm gì cho đau chân nha. Con ngọt làm gì có cửa. Thật thì 5 vào 4 thì thôi thật. Ăn chạy. 5 vào 4 tôi nghĩ cơ hội cao đấy các bạn ạ. Cậu ơi, 5 vào 4 thì không nên nói chuyện với tôi các bạn, thật. 5 vào 4 thì là con số nó gọi là chỉ tầm bọn Vinh, bọn Hiếu thôi thật. Tôi là chắc chắn là 5 vào 5 rồi. Đúng rồi, Phong ơi. Quả đầu tiên của bác ngọt. Phong ơi, tôi đi chưa? Trời hôm nay mưa thế nhỉ? Ui, trượt cây quả đầu. Các bạn ơi, thủ môn tay dài rất là lợi thế nhá. Quả đấy cũng ra góc rồi nhưng mà tay nó dài. Cậu à, tay thằng này nó dài thế thôi, tôi phải sút mạnh lên nữa mà. Quả thứ hai của bác ngọt bắt đầu. Chân mới à. Ui dồi ôi, chạm tay ra rồi. Ôi cậu à, không nên sút mạnh là nó không chuẩn ạ. Quả nó vẫn vào giữa người. Các bạn ơi, tôi cản phá được một quả thì tỷ lệ tôi ăn là rất cao các bạn. Rồi. Cho quả chúng nhì làng ngay. 2 vào 1, 1 nhá. Quả thứ 3 của bác ngọt, bắt đầu. À. Cẩn thận chạm chân vào bóng là tính đấy. Ui dồi ôi. Chà. 3 vào 2 các bạn ơi. Cũng cực kỳ là khó luôn các bạn ạ. Mình ấy sai lầm cái quả đầu tiên quá. Đấy, bảo rồi. Hiếu ơi, mày có tin tưởng anh Hiếu ơi. Anh đẩn lắm. Rồi. Quả thứ 4 bác ngọt. Quả thứ 4 chưa? Sút. Ôi, bị lừa rồi. Em ơi. Như vậy là 4 vào 3 các bạn ơi. 4 vào 3. Quả này tôi sẽ cố gắng cản phá để vào chung kết với anh Côn luôn nhá các bạn ơi. Đỡ dài dòng hiệp phụ. Tôi chủ quan, tôi mới là tôi tưởng thằng phòng nó tồi tệ, thực ra thì nó tay dài lắm bạn ạ. Tôi phải đá cẩn thận, quả thứ 5 này không vào thì thằng Hiếu lại bảo tôi đần. Tôi nghĩ cái trận bán kết thứ hai là cũng có thể kéo vào hiệp phụ giống như bán kết 1 luôn. Rồi. Quả cuối cùng, sút. Ôi giời. Thôi bạn ơi. Hôm nay là tôi nhường cái phòng. Các bạn được nghe bác gọi nó phét đi. Không có năng lực thì cứ nó phét. Rồi các bạn ơi, vậy là các bạn đã biết kết quả đấy. Thì trận 3-4 sẽ diễn ra giữa Hiếu và bác Ngọt nhá. Rồi, hai người vào trận đi. Tôi với Hiếu thì thôi, hôm nay tôi làm nhiệm vụ Tấu Hải thì Hiếu em vào bắt đi. Để anh Tấu Hải mấy quả cho nó buồn cười. Tôi nói thật thì bác Ngọt ngồi thì có biết đá. Sút đần lắm. Tôi bắt cho các bạn xem này. 3 vào 3 thì Hiếu nó phải đá 3 vào mấy thì nó mới thắng được tôi nhỉ. Thôi Hiếu ơi, tự tin chưa? Thế trận 3-4 chúng tôi luôn luôn đá 3 quả nhá các bạn nhá. Bác Ngọt ơi, đừng mắc sai lầm. Mắc sai lầm là thua đấy. Quả đầu tiên của bác Ngọt, sút. Thế nào vậy? Bắn chiếu đi. Thằng này nó sướng rồi các bạn. Anh cứ sút đi, anh cứ sút vào đi. Rồi. Như vậy là 1 không vào đấy các bạn ạ. Không phải tôi thất bại rồi các bạn ơi. Anh đừng Tấu Hải. Rồi. Quả thứ 2 của bác Ngọt. Sút.
bác ấy phải về thứ ba làng chứ biết làng thì nó ấy lắm, dơ lắm. Rồi, quả thứ ba đấy các bạn ơi. Quả thứ hai. À, quả thứ hai này. Nhớ ơi, trên chân nhớ chân có gì cơ. Quý giá. Là tồi tệ thật. 2 vào 1 các bạn ơi. Nhớ quả đấy đúng chỗ rồi bạn. Hiếu mọi lần là thủ môn xuất sắc thế. Quả đấy tồi tệ thật. Rồi, Hiếu mày thích bắt bên nào đấy, sút bên đấy. Đấy, sút bên nào em bắt được. Sút bằng bên này quả nhá. Rồi, quả thứ ba của bác Ngọt sút. Cạn đi. Chơi thế nào hôm nay càng chơi càng nhục. Kiểu gì ấy nhỉ? Hôm nay bét làng. Hôm nay về bét này. Các bạn đến lượt tôi sút nha. Hôm nay tôi cho anh Ngọt nhục hơn nhục luôn. Về bét làng luôn. Không còn nhất làng nữa. Quả này anh phải cho 3 vào 3 anh hiểu ạ, thế mới nhục. Quả này tôi 3 vào 3 nha các bạn ơi, cho anh Ngọt nhục 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 luôn. Rồi, chơi. Quả đầu tiên của Hiếu các bạn ơi. Sút. Này, này, bắt thù em cái. Siêu 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 siêu. Các bạn quả đúng chịu thật. Quá nhiều rồi, sức quá rồi. Quả thứ hai của Hiếu. Anh còn thấy chưa, không về bét làng nhục lắm đấy. Rồi, em đá đi. Sút. Bạt đề. Các bạn ơi. Hiếu ơi, 3 vào 3 với đẳng cấp. Vậy là 2 đá vào 2 nhá các bạn nhá. Các bạn ơi, tôi thề các bạn, hôm nay mà anh Ngọt mà tôi 3 vào 3 thì nhục lắm. Bác Ngọt nhục lắm các bạn ạ. Nhục không chui vào đâu được, tôi thật các bạn luôn. Rồi, quả cuối cùng. Nhục nhục nhục. Các bạn ơi, nhục lắm này, nhục lắm này, nhục ơi là nhục này. Các bạn ơi, không hiểu tại sao hôm nay tôi vào cái video để các bạn ấy làm nhục. Nhục đấy. Suốt ngày đòi nhất làng. Nhất làng. Suốt ngày đòi nhất làng. Hôm nay cho biết thế nào là nhất làng luôn nhá. Rồi các bạn ơi, trận giải 3 thì các bạn biết kết quả đấy. Thì bây giờ chúng tôi sẽ vào trận chung kết nha. Chung kết, chung kết, chung kết. Vào bắt đi anh. Xong. Tôi sẽ làm mẫu cho anh Côn đấy. Em ơi, hôm nay là có phần thưởng đấy. Hôm nay là 1 triệu đấy. Cướp một triệu từ tay anh chứ còn gì nữa. Anh kẻ phòng phải cho anh Côn sút trước để biết là anh Côn nực đến đâu mình cắt. Cấp 5 vào 5 làm gì để đấy. 5 vào 5 nó chuyện thật. À, anh em ơi, anh bắt chứ có ở Vinh bắt đâu mà đòi 5 vào 5. Ôi. Các bạn ơi, trận chung kết này tôi dự kiến sẵn rồi. Tôi biết là tôi sẽ gặp anh Côn rồi. Nên là tôi đá 100% công lực các bạn nhé. Vừa đá với nhất làng chỉ 50 thôi. Đàn ơi, công lực nào, công lực nào. Không ngờ anh Côn nhoài mạnh thế các bạn ạ. Công lực nào, quả khác gì đâu kia đâu. Công lực à. Quả cản phá quá là đẹp mắt luôn các bạn ơi. Quả thứ hai tôi cố sút căng đét luôn. Sẵn sàng chưa anh? Rồi, quả thứ hai của Phong. Bắt đi. Ui giời các bạn ơi. Quả tôi bắt bài ra bên đây rồi. Các bạn ạ. Quả đầu tiên hơi lỗi kỹ thuật thôi bạn. Em ơi, quả này anh bắt bài trượt đấy. Vậy là 2 vào 1 đấy các bạn nhé. Quả thứ 3 của tôi nhé các bạn nhé. Tôi sẽ cố gắng 5 vào 4 như đá băng ngoài. Các bạn đừng có phải đứng gôn làm gì các bạn ạ. Thật. Thì penalty rồi, phải 5-5, mình phải bắt bài trước. Mình bay về một chưa góc trước thì cản phá nó mới được. Chứ đợi bóng nó tới rồi thì không thể nào tới được. Vậy là tôi 3 vào 2 nhé. Quả thứ 4 của tôi nhé, không có nhiều nữa, tôi sút. Còn 2 quả của Phong, tôi sẽ cố gắng cản phá một quả các bạn ạ. Quả này là... Trời ơi, mắc sai lầm chưa em ơi. Các bạn ơi, trượt chân rồi, chết rồi. Ăn 1 triệu anh Côn khó phết đấy. Chả khó em ơi. Quả cuối cùng của Phong. Quả cuối cùng của tôi nhá. Bắt đi. Ui.
Yeah! 5-3 đấy các bạn nhá. Tôi cố cản phá 3 quả anh Côn này để lấy 1 triệu cho anh Côn nhá. Em ơi, 5-3 không phải dê em ạ, thật. 5-3 tôi cắt phòng. Nhưng bắt gôn với anh Côn thì tôi phải đeo phụ kiện mà cho nó nhìn cho nó đặc cấp các bạn. Nó sợ xước tay. Thật sự là phòng 5-3 này cơ hội của tôi rất là lớn luôn các bạn. Các bạn có tin không? Ôi các bạn ơi, quả đầu tiên tôi nhá. Phòng à? Tay dài nhá, tôi khẳng định với các bạn không làm gì được. Chưa? Rồi. Tay dài là các bạn ơi. Tôi quay từ đây ra đến đây là bao nhiêu độ? 180 độ à? 1-1. Các bạn ơi, quả thứ hai của tôi nhá. Quả đầu tôi thả các bạn nhá. Em ơi, thế là quả thứ hai em lại thả tiếp thật. Không thả đâu, quả không thả đâu. Quả thứ hai của anh Côn, sút. Không thả đâu là em ơi. Thấy chưa, các bạn thấy chưa? 100% rồi, 2-2 rồi. Ôi, lại mất 1 triệu rồi các bạn ơi. Các bạn ơi, các bạn có thấy thỉnh thoảng tôi mới ra video là có phần thưởng không? Nhưng cái phần thưởng đấy là mọi người không thể nào với được đâu. Quả thứ ba rồi thôi, chưa? Rồi. Bắt đi. Đoán được hướng thì vẫn để loạt. Ô, vậy là hòa rồi đúng không? Hòa với phòng rồi đúng không? Hòa rồi. Thì tôi sẽ còn 2 quả nữa để hạ phòng nhá các bạn nhá. Anh Côn đố anh Côn sút đường chân trái vào đây. Sút chân trái, ok em. Các bạn ơi, tới là đố tôi sút đường chân trái là tôi hai chân như một như Lê Ma mà. Được chưa? Quả thứ tư của tôi. Hai chân như một. Tới ơi, giờ em thích anh sút ở chân nào, anh sút ở chân lại tuột mất 1 triệu rồi các bạn ạ. 4-4, thì bây giờ sẽ là quả thứ 5 của tôi. Đấy, tôi bảo rồi mà tay dài không làm gì được. Quả thứ 5. Tay dài không làm gì được mà tôi đã bảo rồi. Tôi sút đứng hay sút ngồi thì cũng như thế thôi các bạn ơi. Vậy là chiếc vô địch đã thuộc về tôi nhá các bạn nhá. Rồi mọi người có cảm nhận gì về sút penalty ngồi không? Các bạn ơi, anh Côn ở nhà tập luyện để ra phần thưởng này anh ấy giữ lại rồi nên tôi không có có gì các bạn ạ. Không có gì là hối tiếc đúng không? Các bạn ạ, thì thử thách này rất hay nhưng mà chắc anh Côn luyện tập trước rồi nên tôi mới đá lần đầu lên này. Ăn 1 triệu anh Côn khó lắm. Thì các bạn nào thừa biết là trình độ của tôi như nào rồi thì hôm nay thì các bạn rất là ngạc nhiên vì sao tôi biết đúng không? Hôm nay tôi là vào tấu hài thôi, các bạn là tôi nhất nhiều rồi, hôm nay muốn dành cho giải thưởng Hiếu với phòng như hai thằng nó tồi tệ quá luôn ạ. Nói tóm lại là hôm nay ngọt đần nha các bạn nhé. Ngọt toàn được phét thôi các bạn ạ, đừng tin cái gì thật. Rồi các bạn ạ, các bạn có thấy video của anh em chúng tôi hay thì các bạn hãy chia sẻ cho mọi người khác cùng xem nhá. Rồi các bạn thích anh em chúng tôi đá penalty kiểu gì thì các bạn bình luận phía dưới luôn nhá. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã xem video, bye bye.